có 3 vòng tròn số với một số chưa biết. Để tìm được con số hợp lý điền vào vòng tròn thứ 3, ta cần phải tìm ra quy luật để hình thành nên các con số ở giữa của mỗi hình tròn số. Số 38 sẽ được hình thành từ 2, 5, 4 và 6. 61 sẽ được hình thành từ 7, 2, 7 và 6. Theo cùng một quy luật tính toán. Để tìm được quy luật này, chúng ta phải thử một vài phương án tính toán khác nhau. Sau khi thử một vài phương án thì thầy Kiên nhận thấy 2 x 4 bằng 8, 5 x 6 bằng 30, cộng lại được 38. Ở vòng tròn thứ 2, 7 x 7 bằng 49, 2 x 6 bằng 12, cộng lại bằng 61. Vậy đây chính là quy luật hợp lý của mỗi vòng tròn số. Dựa vào quy luật trên, bạn hãy tính xem số chưa biết của vòng tròn thứ 3 là số nào. Hãy comment đáp án của bạn ở phía dưới. Đây là dạng toán được tham khảo từ sách toán EQ Việt Nam. Nếu các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì xin hãy chia sẻ. Đừng quên like page để nhận được những bài toán hay tiếp theo.